Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Quý vị và các bạn thân mến, ngộ độc thực phẩm là vấn đề thường gặp trong mùa hè với các triệu chứng như đau bụng tiêu chảy buồn nôn, tốt nhẹ đau đầu. Sau đây là một số phương pháp để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa hè, thông tin tham khảo trên báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Nấu chín thịt. Thịt là nơi trú ngụ của nhiều mầm bệnh, ví dụ vi khuẩn E.coli thường có trong thịt bò. Nếu không được nấu chín, các mầm bệnh vẫn sống sót và dẫn tới ngộ độc. <laughs> giữ vệ sinh Giữ vệ sinh là một nguyên tắc cơ bản để đảm bảo sức khỏe và việc này đặc biệt quan trọng trong mùa hè. Bạn hãy giữ vệ sinh tốt, rửa tay trước và sau mỗi bữa ăn, đảm bảo vệ sinh khi chế biến thực phẩm. <laughs> đặt nhiệt độ tủ lạnh phù hợp Bạn nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Nhiệt độ tủ lạnh nên đặt ở khoảng 5 độ để đảm bảo thực phẩm không bị hư hỏng. Bổ sung probiotic. Các sản phẩm bổ sung probiotic là lựa chọn lý tưởng cho ngày hè. Probiotic hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa bệnh tật, chúng còn giúp tăng cường miễn dịch. Không ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gây cảm giác khó chịu. Hãy luôn nhớ rằng chất lượng bữa ăn quan trọng hơn số lượng. tránh ăn uống ngoài đường, thức ăn ngoài đường thường không đảm bảo vệ sinh, thời tiết nóng nực ngày hè và vệ sinh không đảm bảo là điều kiện lý tưởng để các mầm bệnh sinh sôi, vì vậy bạn hãy tránh ăn uống bên ngoài. Không tự dùng thuốc, ngộ độc thực phẩm là một vấn đề nghiêm trọng, bạn không nên tự ý dùng thuốc mà hãy tới gặp bác sĩ để được điều trị tốt nhất. Ngoài ra, các bạn nên lưu ý những điều sau đây, lưu giữ thức ăn đúng cách tủ lạnh đựng thức ăn phải đảm bảo ở nhiệt độ bằng hoặc dưới 4 độ C. Ngăn đá phải đảm bảo nhiệt độ dưới âm 5 độ C, không để lẫn lộn thực phẩm đã nấu chín với thực phẩm chưa nấu chín để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn từ thực phẩm sống sang thực phẩm chín. Không để thức ăn đã nấu chín ở ngoài quá 4 tiếng vì vi khuẩn sẽ sinh sản và gây ngộ độc. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy trước khi chế biến thức ăn và trước khi bày dọn thức ăn ngày Tết. Mang găng tay nếu thấy cần thiết. Khi hâm lại thức ăn, phải đun nóng ở nhiệt độ cao hơn 75 độ C mới đảm bảo không bị nhiễm khuẩn. Không nên ăn những loại thức ăn được hâm đi hâm lại quá nhiều lần hoặc thức ăn bị nghi ngờ ôi thiêu. Rửa sạch rau củ quả trước khi ăn hoặc trước khi chế biến để tránh những mầm bệnh và thuốc trừ sâu, hóa chất bảo quản có thể gây ngộ độc cấp tính. Không nên ăn những củ khoai tây đã mọc mầm hay những củ có vỏ đã chuyển sang màu xanh, những củ đã đào khỏi mặt đất quá lâu để tránh tình trạng ngộ độc do độc tố solanin. Thực hiện nghiêm túc việc ăn chín uống sôi và tuân thủ nghiêm ngặt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế hạn chế uống rượu, nhậu nhẹt xa đà hàng ngày, nhất là trong dịp nghỉ lễ để tránh ngộ độc rượu. Tiếp theo là cách xử trí và chăm sóc bệnh nhân khi bị ngộ độc thực phẩm. Nếu bệnh nhân vẫn tỉnh táo, cảm giác hơi mệt mỏi, nôn ói và đi ngoài dưới 5 lần, máy huyết áp bình thường có thể cho bệnh nhân theo dõi tại nhà. Chú ý cho bệnh nhân ăn thức ăn lỏng, mềm, dễ tiêu và đảm bảo thức ăn vừa được chế biến và an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Cho bệnh nhân uống nhiều nước để bù lại lượng nước mất nhất là các loại nước uống dầu vitamin. Nếu sau 2 ngày các dấu hiệu ngộ độc thuyên giảm thì tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại nhà. Nếu người bị ngộ độc có biểu hiện mệt mỏi nhiều, chóng váng, nôn ói và đi ra ngoài nhiều hoặc biểu hiện trụy mạch thì phải được đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện. Người già và trẻ em rất dễ ngộ độc nhanh và nặng. Do vậy khi sơ cứu, nếu bệnh nhân nôn ói nhiều nên đặt bệnh nhân ở tư thế đầu cao và nghiêng sang một bên để tránh hít sặc chất nôn ói vào đường hô hấp. Tuyệt đối không dùng thuốc cầm nôn ói và cầm tiêu chảy vì sẽ giữ độc tố lại cơ thể làm bệnh trầm trọng hơn. Chăm sóc và theo dõi tại nhà. Chăm sóc tại nhà nên chú ý cho người bệnh nghỉ ngơi tuyệt đối, uống trà gừng nóng, ăn nhẹ thức ăn mềm, dễ tiêu, bù dịch cho người bệnh bằng các loại dung dịch có chất điện giải như dung dịch muối, đường, dung dịch orison. Nếu tình trạng không cải thiện nên sớm đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được cứu chữa Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn tham khảo cách sử dụng than hoạt tính khi bị ngộ độc thực phẩm. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.